Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu chương trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố nhiệm kỳ 10 2022-2027 và hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022-2027, chào đón 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Đại nhạc hội Ánh đạo trong dòng sử Việt sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2022 tại nhà hát Hòa Bình, số 240 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ đạo nghệ thuật Thượng tọa Thích Trí Chơn, biên tập chương trình Đại đức Thích Chí Giác Thông, đạo diễn Hồng Phúc, MC Thanh Bạch, Lâm Ánh Ngọc, vũ đoàn The Sun Red, các ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh, ca sĩ Bích Vượng, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Nguyên Vũ, ca sĩ Quang Hà, ca sĩ Cao Thái Sơn, ca sĩ Quách Tuấn Du, ca sĩ Phạm Trưởng, ca sĩ Trường Kha, ca sĩ Thùy Trang, ca sĩ Mỹ Hạnh, ca sĩ Lưu Ánh Loan, ca sĩ Saka Trương Tuyền, ca sĩ Đông Quân, ca sĩ Trung Hậu. Với sự điều phối của Thường trực Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, vé mời miễn phí. Nhận vé mời xin liên hệ Văn phòng Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời quý vị cùng đón xem.